Mặc dù là món quốc hồn quốc túy vô cùng quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, thế nhưng ngay lúc này, bánh mì mới trở thành hiện tượng, được cả nước quan tâm và thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho các họa sĩ. Bánh mì, món ăn luôn nằm trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất ở mọi bảng xếp hạng. Món ăn đầy niềm tự hào và được đông đảo các bạn bè quốc tế nhận xét là món sandwich tuyệt vời nhất thế giới, với lịch sử phát triển từ hơn 160 năm trên đất Việt. Có rất nhiều loại bánh mì đã ra đời, sự cải tiến từ bánh mì dài vỏ mềm, đặc sụt trở thành loại bánh mì ngắn, vỏ tròn vàng rụm đã đánh dấu bánh mì Việt Nam trên nền ẩm thực thế giới. Thậm chí, cụm từ bánh mì còn trở thành danh từ riêng bên cạnh ao chai và pho được thêm vào từ điển Art Form. Bánh mì là niềm tự hào to lớn của ẩm thực Việt. Những ngày qua, không ít các cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc vì món ăn quốc hồn quốc túy bị chê bai. Và điều này đã trở thành cảm hứng sáng tạo cho nhiều họa sĩ Việt vẽ, nên bộ tranh những món bánh mì đặc trưng của người Việt từ Bắc chí Nam, bộ tranh 2D của nhóm họa sĩ Practicas vừa đẹp, vừa chỉnh chu này đã gây sốt và nhanh chóng nhận về hơn 3-4k reactions cùng gần 3k lượt chia sẻ, video liên. Quan bộ tranh bánh mì Việt Nam cho nhiều họa sĩ cùng chắp bút. Đây là bộ tranh khẳng định nét đẹp nơi các dòng bánh mì đặc trưng dân tộc Việt. Bộ tranh được thực hiện trong 9 tiếng, với nhiều loại bánh mì vô cùng phong phú, bánh mì chả cây của Bắc Trung Bộ, bánh mì ép Thừa Thiên Huế từng làm điên đảo các hàng quán ăn vặt. Bánh mì khô cá chỉ Đà Nẵng mới có, và cả những loại bánh mì không phải người Việt nào cũng biết. Bánh mì chả hấp, chả chiên đặc sắc của miền Trung, bánh mì lòng cá Khánh Hòa, một trong những món bánh mì được yêu thích nhất, bánh mì tiếu mại Đà Lạt. Bánh mì chả cá sợi cũng là lựa chọn của không ít người khi tìm đến món ăn này, và đặc sản đậm chất Sài Gòn, bánh mì phá lấu. Một loại bánh mì nửa cộp mát Hòn Ngọc Viễn Đông ở Cái Nôi của bánh mì Sài Gòn có rất nhiều lựa chọn cho thực khách. Không thể không kể đến món bánh mì thịt quay quốc dân, món bánh mì kem gắn liền với tuổi thơ bao người. Và mới đây nhất, bánh mì Thanh Long ra đời với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hương dung, theo thế giới trẻ Let's Explore Oi.